Ừ. Bước 1 nè, chơi nhớ bấm. Rồi tới rút. Rồi bấm. Rồi rút. Đến khi nào ra số thì dừng, cứ vậy làm hoài thôi. Đó, rút này là rút như thế nào thì chỉ có hai cái thôi. Một là lượng liên hợp. Hai là cái gì? Mang x ra đó, nhớ kỹ năng. Thế 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 vô ra dạng không chân không rồi, khỏi nói dạng vô định. Bắt đầu quan sát nè. Quan sát ở dưới mẫu trước đi. Thấy mẫu chưa? X trừ 2 đúng không? Nè, bắt đầu nhìn kỹ nè. Liêm. Cái này là kỹ năng thôi nha. À này, nhu cầu của bạn là gì? Mất căng, kẻ trong nó sẽ ra gì? Mất căng đi, kẻ trong nó sẽ ra gì? Đó, bạn phải biết nó sẽ ra là gì. 4x cộng 1 đúng không? Vậy nhu cầu của bạn phải trừ mấy để triệt tiêu dưới, có phải trừ chứng không? Đúng không? 1 trừ chứng ra là 8, mang 4 ra ở trong gọi là x trừ 2. Hiểu? Có kịp không? Vậy là ở đây mình phải cần gì? Trừ trừ 3. Để chút bình bình phương lên đó. Đó là kỹ năng nha. Không có ai cứu mình đâu. Tiếp tục căn x cộng 2. Nhu cầu của mình là gì? Mất căn thì nó sẽ ra là gì? X cộng cộng 2. Mà ở dưới đây là trừ 2. Vậy mình phải trừ mấy? Bốn. Đúng rồi. Không biết, ngu quá, ngu muội quá. Lấy dưới trừ trên, lấy trên trừ dưới. Rồi bắt đầu kiểm tra lại. Vậy mình cần nhu cầu là gì? Trừ. Đúng rồi. Hiểu. Bắt đầu cái x này của người ta viết lại nè. Thấy chưa? Được chưa? Trừ 7 mà bây giờ mình đã lấy, mình dùng bao nhiêu rồi? Vậy mình còn trừ mấy? Không biết, ngu muội quá. Lấy này trừ cho cái kết quả, à, hai này cộng lại. Trừ 7 mà trừ cho trừ 3, trừ cho trừ 2 nữa ra mấy? Trừ 2. Không biết cứ bấm máy tính. Được chưa? Kiểm tra lại coi đúng phải trừ 7 chưa? Đúng rồi nha. Rồi bắt đầu chia là mẫu. Ổn chưa? Rồi mẫu số chung tôi tách ra thằng... Mẫu số chung tôi tách thành mẫu số riêng. Mẫu số riêng nha. Đó. Làm lẹ luôn nha. Làm bước này luôn nha. Đó. Ừ. Ổn chỗ này luôn chưa? Rồi bắt đầu tới đây tự làm được chưa? Nhân lượng liên hợp. Đây tự làm được chưa? Nhân lượng liên hợp. Đây ra mấy? Một. Đó. Tính kết quả thế vô đây. Tính kết quả. Mình dở quá thì mình tính từng cái. Mình làm liêm từng cái. Đó. Rồi mình chút mình thế vô đây. Chứ đừng có cố gắng tính hết một lần. Tính hết một lần loạn hết. Đó. Tính từng cái đi. Đó. Xong rồi tiếp tục tính cái này rồi thế vô đây. Hiểu ý không?